Đồng Nhi, ông Cao Thắng diện hanbok cực yêu quấn quýt không rời ở Hàn Quốc. Cặp đôi đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị ở Hàn Quốc nhưng chuyến lưu diễn vừa qua. Nhưng dịp sang Hàn Quốc sau khi hoàn thành công việc, Đồng Nhi và bạn trai đã tranh thủ đi khám phá đất nước này. Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh mặc hanbok vô cùng đáng yêu. Trong khi Đồng Nhi mặc một bộ hanbok màu trắng nhẹ nhàng nữ tính, thì ông Cao Thắng lại diện luôn bộ hanbok dành cho các vị vua ngày xưa. Đồng Nhi còn hớm hỉnh gọi bạn trai là bệ hạ ơi. Trước đó, hình ảnh khi Đồng Nhi đăng lên trang cá nhân nhanh chóng nhận được lượt like và bình luận cực khủng. Không chỉ được nhiều người yêu mến nhờ tài năng sự thân thiện, Đồng Nhi và ông Cao Thắng còn được ngưỡng mộ vì sở hữu chuyện tình đẹp như mơ. Sau 8 năm yêu nhau, Đồng Nhi và ông Cao Thắng ngày càng trầm tĩnh hơn và chọn cách âm thầm làm hậu phương cho nhau thay vì xuất hiện tay trong tay trên mọi chiến tuyến. Đồng Nhi cũng tạo kiểu dáng trước ống kính với ông Cao Thắng, thích thú khi diện bộ hanbok trang phục truyền thống của Hàn Quốc để chụp ảnh tại hoàng cung cùng Đồng Nhi. Đồng Nhi, ông Cao Thắng chụp chung với bạn bè và những vũ công đi cùng để hỗ trợ, trong đó có nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Trước đó, cặp đôi này đã có những màn tạo dáng hóm hỉnh với trang phục hanbok.
thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!